Ngày 12 tháng 10, Công an thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Trần Sĩ Huỳnh, sinh năm 1981, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng, để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Ông Trần Sĩ Huỳnh là hiệu trưởng trường trung học cơ sở Trung học Phổ thông LB, huyện Bảo Lâm. Cuối tháng 8 năm 2023, ông Huỳnh làm quen cháu gái 15 tuổi, ngụ xã Lộc Châu, thành phố Bảo Lộc và giữ liên lạc qua mạng xã hội. Khoảng 10 giờ ngày 2 tháng 10, ông Huỳnh nhắn tin hẹn cháu đến một khách sạn trên địa bàn phường Bê Lao, thành phố Bảo Lộc rồi quan hệ tình dục. Ngày hôm sau, người nhà phát hiện cháu có những biểu hiện bất thường nên đã tố giác lên cơ quan chức năng. Hiện công an thành phố Bảo Lộc cấm ông Huỳnh đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra.